chán vào nhiều khoảng trống khác nhau. Olivia Park sẽ nói rằng mỗi bạn đang là người em bắt trọng tài tại giải này và các học trò của em đang em bắt trọng tài ở trên không bắt người nào hết và thể hiện rõ điều đó khi cho thấy sự tôn trọng đối thủ và thi đấu với sự tập trung rất cao độ. Văn Tùng đã được đá chính ở trận đầu tiên và trong trận đấu cuối cùng của môn bóng nam tại SEA Games thì anh tiếp tục được tin tưởng. Bộ lẽ hồi Việt Nam thắng khán giả đi về hết đi, đừng chơi lô tô nữa. Khán giả kéo ra ra đi bảo hết khỏi chơi lô tô khỏi giờ gì hết đó. Em dẫn đầu. Cho mày lộ sặc máu. Em dẫn đầu đi, em dẫn đầu khán giả ra đi bảo. Em dẫn đầu khán giả. Đúng rồi, lẽ hồi nữa thấy, hồi lẽ hồi Việt Nam thắng em sẽ đứng ở ngoài kia em kêu khán giả ra đi bảo. Không để cho khán giả ngồi đây chơi lô tô nữa. Những người còn lại sẽ một cái gì quan trọng như vậy, một cái gì vinh quang của đất nước thì mình phải đi chơi, phải đi bảo chứ mình không được ngồi đây chơi lô tô. Đúng rồi đó. Cho nó bắt. Jonathan Kambi. U23 Thái Lan đã vượt qua những phút đầu bối rối và nhiều sức ép bằng lối chơi chậm rãi và khả năng kiểm soát bóng của mình. Ở những mét cuối cùng thì Hùng Dũng đã có phần bị đối sốc, nhưng đó thực sự là một pha bóng đáng xem khi mà một cầu thủ của chúng ta mạnh dạn đột phá về đối bên trong trận đấu này mà một cầu thủ chúng ta làm như vậy và đã tạo ra bất ngờ với cầu thủ người của U23 Thái Lan Lê Văn Đô. Trong đây thì chúng ta đang có 4 nhà vô địch SEA Games. Cái anh phải thắng nha, không phải là tối nay không có cho ngủ chung đâu. Hùng Dũng. Em mê ai trong đội tuyển của mình? Hả? Mê ai? Em thì à, không biết tên của anh ấy nữa. Nói như dữ vô, không biết tên của anh ấy nữa. Em thì à, em thì chỉ chung thủy với nói chung là tình cảm của em thì chỉ dành cho một người thôi, đó là em sẽ dành cho một đội luôn. Nhìn chị của đội không? Lớp biến đó. Ôi, đá dọn nhỏ đấu là những điều mà chúng ta đang có những người ở bên những cái dân đội của Thái Lan. Tao biết là có tiền, có gì đó. Và mỗi khi chúng ta có đủ người như vậy thì hàng phòng ngự của U23 Thái Lan Hồng Sơn có lẽ đã gặp phải lung tung. Đây cũng chính là điểm mà U23 Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác bằng cầu thủ. Trong trận đấu với U23 Indonesia thì cũng đã có nhiều thời điểm U23 Thái Lan chấp nhận đối phó. Thì thể hiện dấu hiệu xuống sức. Mấy ảnh bà lẹp bà lẹp. Qua xử lý tôi là một trong những điểm mạnh của Phan Tấn Tài. Chị muốn ăn huấn luyện viên Bác. Trước sự gây giáp đối thủ thì Tấn Tài luôn biết cách để đánh quả bóng vào chân đối phương. Muốn chị là... Không có tóc, hết tóc á. Qua xử lý của Huỳnh Tân Đến. Quốc thứ 41 của trận chung kết môn bóng nam tại SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tỷ số tại sân Mỹ Đình lúc này là 0-0. Thực tế dù U23 Thái Lan đang nắm quyền kiểm soát thế trận, nhưng chúng ta vẫn chưa cho họ một cơ hội nào.
thuận lợi để dứt điểm về phía khung thành của Văn Toàn. Em thấy hồi nãy giờ là Việt Nam là tốt Hàng phòng ngự của chúng ta vẫn đang chưa ổn định, nhưng bây giờ sẽ là một tình huống mà chúng ta phải đối phó với Ben Davis. Đây là cú sút xa của đội tuyển của Việt Nam ngăn chặn. Chaya Pipak, đường truyền của Vonacic rất tốt. Và xử lý của Phan Tuấn Tài. Nhìn chung trận đấu thời điểm này thì hai biên của đội tuyển U23 Việt Nam đang chơi ổn định. Các cầu thủ mũi nhọn của U23 Việt Nam tấn công liên tục vào những vị trí biên của chúng ta. Những sự bóng lót của Bùi Hoàng Việt Anh và Thái Bình dành cho Phan Tuấn Tài ở bên phía cánh trái và Lê Văn Độ. Tình huống xử lý tốt của Tuấn Tài. Ben Davis. Vì tập trung nhiều bóng vào vị trí số 6 Alpha. Vừa là thép, đánh bóng thành công. Đó là pha chuyền chắc mà đúng. Trong những phút đã qua, thì thế trận có phần nhiều hơn nhiên. Ở phía trong thì Tiến Linh và Văn Tùng luôn đợi sẵn những quả tạt của Tuấn Tài. Một tình huống cố định trong thời điểm mà U23 Việt Nam gặp phải sức ép. Một trận đấu căng như vậy, hai bên đều chơi và chúng ta sẽ chờ đợi nhiều tình huống cố định như thế này. Những bàn thắng từ những cầu thủ cố định đến từ những cầu thủ của Ben Davis, đặc biệt là những cầu thủ của Tiến Linh trong trận đấu với Malaysia. Và khi mà đối với những người thì cả các cầu thủ hy vọng các bàn thắng của đội tuyển cao hơn. Bây giờ khi thi đấu với bất kỳ đối thủ nào, cho dù đó là đội tuyển quốc gia Nhật Bản, thì những tình huống cố định lại là một thời điểm mà nếu một Việt Nam có quyền hy vọng. Thanh Bình đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup. Và ở trong pha bóng vừa rồi thì tình huống cố định lại được chúng ta dàn xếp một cách hợp lý để tạo ra nguy cơ với khung thành của Kevin. Những áp lực từ phía Thanh Bình, từ phía Bùi Hoàng Việt Anh và từ phía Tiến Linh là không thể xem thường với một đội bóng như là U23 Thái Lan vốn rất hiểu cao của chúng ta. Phút 30 của trận chung kết bóng đá SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Quý vị và các bạn ngoài việc có thể theo dõi trên kênh VTV6 cũng có thể theo dõi trên các nền tảng như VTV Go và kênh YouTube VTV Việt Nam. Đây là bóng của chúng ta. Khá nhiều những tình huống mà Tiến Linh chấp nhận chơi đặc biệt hoặc đáng nhất để tạo khoảng trống cho các đồng đội. Lê Văn Đô. Những quả đá phạt góc trong ít phút vừa rồi sẽ giải tỏa được áp lực mà đối thủ đang tạo ra. Đang có rất nhiều những đường bóng dài từ U23 Thái Lan.